Vâng, gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay bên cơ sở dụng cụ làm vườn em Thảo lại về một cái mẫu đục siêu sắc bén, là một cái dòng đục mà các bác làm cây sử dụng nhiều nhất. Hôm nay thì số lượng rất chi là nhiều để phục vụ các bác cái mùa xuân tới này. Hôm nay thì em sẽ chủ yếu đăng tải về những cái dòng mà các bác nhà mình ưa chuộng. Với cái mẫu đục này thì bên cơ sở em sẽ bán lẻ nhé, tùy thuộc theo các bác lựa chọn. Hôm nay thì cái bộ này nó sẽ không sắp xếp ra theo bộ, hàng vừa mới về thì em đăng tải luôn để các bác nhà mình được biết. Như đây là cây đục móng này, cây móng này là cây móng 1,5 phân. Em sẽ có móng 1 phân, 1,5 phân và 2,5 phân nhé. Đây là cái bộ đục móng này. Và đây là cái đục móng hớt này. Với một cái bộ đục này thì nó gồm có 11 cây. Khi xem được cái video này mà các bác đang quan tâm tới nhiều dụng cụ làm vườn, dụng cụ làm cây, các bác đừng quên nhấn like, chuông và nhất là nhấn vào cái nút đỏ ngay góc màn hình. Đó là cái nút đăng ký kênh để đón xem được rất nhiều những dụng cụ hay của bên cơ sở em. Và chắc chắn là khi xem video thì các bác cũng đang muốn biết cái cây đục này giá của nó là bao nhiêu. Sau đó em sẽ báo giá ngay để các bác nhà mình được biết nhé. Đấy, đây là một cái những cái bó đục hôm nay em về mấy trăm cây này, mấy nghìn cây luôn ấy, để phục vụ các bác. Một cái bó này thì nó có tầm độ 100 cây. Và một bộ của nó thì sẽ gồm có 11 cây. Riêng cái bộ đục này thì bên cơ sở em Thảo bán lẻ nhé. Các bác có thể tùy chọn theo ý các bác cần. Các bác cần cây nào thì em dư gửi cây đấy. Các bác bất kể cần, ví dụ như bác cần cây móng này, em gửi cây móng nhé. Các bác cần cây hớt này, em sẽ gửi cây hớt này. Và tiện thì em cũng giới thiệu luôn tới các bác một cái bộ đục mà cũng được các bác làm cây dùng rất nhiều. Đây là cái mẫu đục Đài Loan, là một bộ đục 6 cây này. Bộ đục này nó có chiều dài là 17 cm. Đấy, cũng rất mong là các bác hãy xem thật kỹ trước khi đặt hàng nhé. Đây, các bác nhìn đây là bộ đục 6 cây. Đấy, lưỡi của nó rất chi là sắc bén và ăn sâu vào phần trong này. Cái này thì cái chiều dài của nó sẽ là 17 cm. 17 cm đây các bác này. Đấy. Và đây là cây nó sẽ có cây móng nhá, cây thẳng, cây xén. Đấy, riêng cái bộ này nó có những cái cây rất chi là đa năng. Đây là cây hớt của nó đây. Cái hớt của nó sẽ khác với những cái mẫu đục kia nhá. Đấy, đây là cây thẳng này. Cây này cây thẳng, thẳng hơi cong một chút. Đấy, và đây là cây xén này. Những cái bộ đục rất chi là cần thiết đối với các bác làm cây mini, cây bonsai, cây cảnh. Và với một cái bộ đục mà nó có 6 cây như thế này, bên cơ sở em Thảo đang gửi tới các bác giá sẽ là 400.000 đồng. Và sẽ miễn phí ship nhé. Hàng loại 1, hàng cán to đẹp đấy các bác ạ. Đấy, có một loại nữa thì hàng nó, cái cán này nó sẽ kém hơn nhé. Đây là loại đẹp nhất này, 400.000, miễn phí ship 6 cây. Còn với cái bộ đục này thì các bác hãy vào Zalo để kết bạn để lựa chọn từng cây một nhé. Một cây sẽ là 100.000. Và khi các bác mua một bộ 11 cây thì em sẽ tính là 1 triệu. Đấy, mua đủ bộ thì em sẽ miễn phí ship cho các bác nhé. Các bác vào Zalo để xem tất cả những cái mẫu đục làm cây chất lượng của bên cơ sở em Thảo. Ngoài đục Đài Loan cao cấp này ra thì bên cơ sở em còn có đục mài thủ công, cũng có và rất nhiều những cái dụng cụ liên quan về đồ làm cây bonsai, làm cây cảnh. Qua cái clip ngắn này thì đây là một cái mẫu đục mà em đang bán số lượng nhiều nhất. Chiều dài của nó thì lên tới là 23 cm cây này nhé. Đấy, 23 cm một cây. Rất chỉ là chất luôn nhé. Đây là cây hớt này. Và trong những cái bó này thì nó là cây thẳng này, cây cong này, rồi rất nhiều loại. Một bộ nó có gồm có 11 cây cơ mà. Thế thì các bác cứ vào Zalo để em gửi mẫu cho các bác nhà mình được lựa chọn. Đấy, đây là bộ đục 6 cây nhá. Nếu như các bác cần bộ 6 cây thì các bác nói là tôi muốn mua bộ đục 6 cây thì em sẽ gửi đúng cái bộ đục 6 cây này cho các bác nhé. Các bác phải lưu ý là nó dài có 17 cm thôi các bác nhé, chưa được một gang tay mình đâu. Bộ này các bác có thể cầm tay để khoét mắt tạo sẹo này, rất chỉ là hay bộ này. Đấy, còn những cây này thì làm kỹ thuật. Đấy, qua cái clip ngắn này thì các bác đang cần liên hệ trực tiếp tới em hoặc vào Zalo để xem hình ảnh trước khi mua hàng. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm tới kênh. Hẹn và gặp lại các bác ở một cái dụng cụ sau nhé. Em sẽ chia sẻ về rất nhiều những cái dụng cụ hay của bên cơ sở em.